Bitcoin có thể đạt được 250.000 đô cho một đồng Bitcoin hay là không? Ít ra thì cũng có một nhà đầu tư rất nổi tiếng tin là điều này là một điều hoàn toàn có thể và có thể xảy ra vào năm 2022 hay là năm 2023 đó chính là Tim Rapper Có thể các bạn nghĩ đây là một cái đoán giá không có thực tế nhưng mà cách đây 4 ngày ngày 19 tháng 12 thì trên đài CNBC các bình luận viên đã cùng nhau thảo luận về khả năng mà Bitcoin có thể đạt được 250.000 đô trong vòng 2 năm tới đây. Và trong video ngày hôm nay, ngoại trừ được chúng ta sẽ nói tới cái dự đoán giá của Team Rapper. Điều quan trọng hơn tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta nói tới các nhà truyền thông, tài chính truyền thống thì đã có một cái sự tiến triển, một cái sự cải thiện rất là lớn về cách nhìn của họ đối với thị trường Bitcoin. Và để hiểu được là chúng ta đã có cái sự tiến bộ như thế nào về việc các nhà đầu tư truyền thống suy nghĩ về thị trường Bitcoin thì chúng ta sẽ nhìn vào một cái video của đài CNBC cách đây 6 năm Năm 2013, lúc đó Bitcoin đã đạt được cái mức là 100 đô với tổng số vốn hóa thị trường là chỉ có 1 tỷ và lúc đó thì đài CNBC, các người bình luận viên trên đài CNBC thì nghĩ như thế nào về thị trường Bitcoin so với bây giờ các bạn thấy đã có cái sự tiến triển rất là đáng kể. Nhưng mà trước hết tôi muốn chúc các bạn có một ngày lễ Giáng sinh vui vẻ, Merry Christmas. Một năm thực sự đã qua đi rất nhanh. Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì chúng ta hãy bắt đầu với một cái video cách đây 6 năm. Các bạn có thể tìm thấy cái video này ở trên YouTube nói về Bitcoin lúc mà Bitcoin đã đạt được cái mức là 100 đô. Và đài CNBC thời điểm đó cũng có một số chương trình liên quan tới Bitcoin. Và cái cách suy nghĩ của các bình luận viên liên quan tới Bitcoin thời điểm đó thì rất là tiêu cực. Và các suy nghĩ tiêu cực đó là đến từ cái sự thiếu hiểu biết liên quan tới thị trường Bitcoin, liên quan tới blockchain. Các bạn thấy là thời điểm bây giờ năm 2019, cái sự hiểu biết về blockchain và Bitcoin còn thấp, chứ đừng có nói tới là cái tay 6 năm, sự hiểu biết về thị trường Bitcoin và blockchain còn thấp hơn rất nhiều. Người bên tay trái đó chính là người dẫn chương trình của Đài CNBC, hai người kế đó là hai bình luận viên được mời tới để mà nói về Bitcoin. Người bên tay phải là một người mà liên tục tấn công Bitcoin trong mỗi cuộc nói chuyện này. Người này nghĩ Bitcoin chỉ là một trò chơi đơn giản là không cần phải có bitcoin nếu như mà chúng ta đã có vàng bitcoin là một cái vật mà rất dễ bị làm giả và chỉ có những người phạm pháp những người mua bán thuốc cấm mới sử dụng bitcoin chứ người bình thường không có nhu cầu sử dụng bitcoin và đối với ông ta đối với cái người mà bên tay phải này bitcoin là một vật không có giá trị và nếu như mà bitcoin có giá trị sau này mà được nhiều người quan tâm tới thì lúc đó chính phủ sẽ dập tan bitcoin cái người chính giữa này là người được mời tới để mà giải thích để mà bảo vệ bitcoin Tuy là người này đã cố gắng giải thích nhưng mà cái sự hiểu biết cũng có hạn, cho nên cũng đã không thành công để mà bảo vệ Bitcoin trong cuộc nói chuyện này. Và cái người bên tay phải là một người mà có cái tính thuyết phục cao hơn. Tuy nhiên các bạn thấy là những điều mà được nói tới trong cuộc nói chuyện này đều là hoàn toàn không đúng, tại vì cho tới ngày hôm nay cũng không có một Bitcoin nào bị làm giả. Và Bitcoin với vàng là hoàn toàn có thể tồn tại song song với nhau. Bitcoin có nhiều ưu điểm mà vàng không có và không phải cho những người phạm pháp mới sử dụng Bitcoin, rất là nhiều người thanh toán bằng Bitcoin thời điểm hiện tại, rất nhiều người di chuyển Bitcoin như là một loại tiền tệ, chứ không chỉ riêng với những người phạm pháp. Và 6 năm sau thì các bạn thấy là đài CNBC cũng tiếp tục nói về Bitcoin nhưng mà bây giờ đã khác khi xưa rất là nhiều. Chúng ta thấy được là trên cái cuộc nói chuyện này, tất cả những người các bạn thấy trên cái bàn này đều tin tưởng là Bitcoin có giá trị. Nhưng mà giá trị là bao nhiêu, đó là một điều mà nhiều người thường hay tranh cãi. Và từ lúc mà nói là Bitcoin không có giá trị cách đây 6 năm cho đến ngày hôm nay mà bàn luận là Bitcoin có thể đạt được 250.000 đô trong vòng 2 năm tới đây hay là không là một điều hoàn toàn trái ngược với nhau cho chúng ta thấy được là chỉ riêng cái điểm này cái quan niệm về Bitcoin trên đài CNBC đã thay đổi rất nhiều và đài CNBC là một đài truyền thông về tài chính rất nổi tiếng hầu như là trên thế giới này ai cũng quan tâm tới cái dự đoán giá 250.000 đô này là đến từ Tim Rapper Tim Rapper là một nhà đầu tư rất nổi tiếng không chỉ riêng đài đầu tư Bitcoin mà là một nhà đầu tư truyền thống rất nổi tiếng Và hiện bây giờ cũng là một tỷ phú, tổng tài sản là khoảng 1 tỷ đô la Cho nên khi mà Team Rapper đưa ra một cái bình luận hay là đưa ra một cái dự đoán giá nào Thì những người trên đài CNBC cũng rất quan tâm tới Và Team Rapper nói riêng về Bitcoin thì nổi tiếng sau khi mà Team Rapper đã thành công Đấu giá mua lại một số lượng lớn Bitcoin khi mà Bitcoin được tịch thu bởi chính phủ Hoa Kỳ thông qua một số đợt mà chính phủ Hoa Kỳ thành công để mà dẹp tan một số tổ chức bất hợp pháp sử dụng Bitcoin, sau đó cái số lượng Bitcoin tịch thu được đã đem ra đấu giá và team rapper đã mua lại một số lớn. Cho tới ngày hôm nay, nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ giữ những Bitcoin mà tịch thu được từ năm 2014 cho tới bây giờ thì cái số lượng Bitcoin đó đã đáng giá rất nhiều, nhưng mà sự thật là họ đã bán đi trong những cuộc đấu giá thì Team Trapper đưa ra cái dự đoán là Bitcoin sẽ đạt được 250.000 đô trong vòng 2 cho tới 3 năm như là năm 2022, năm 2023 thì tại sao ông ta lại nghĩ như vậy? Về mặt phân tích kỹ thuật thì Brian Kelly của đài CNBC đã đưa ra một cái biểu đồ, đây là cái biểu đồ log scale của Bitcoin. Biểu đồ log scale những bạn nào mà không rành thì thường có một cái video chi tiết hơn giải thích về cái biểu đồ này đó chính là video 378 cái link nằm trên màn hình để các bạn có thể bấm vào để xem biểu đồ log scale các bạn có thể tìm thấy trên các cái dịch vụ phần mềm biểu đồ như là trên trading view các bạn có thể chọn biểu đồ bình thường hay là biểu đồ log scale nói đơn giản hơn là trong một cái biểu đồ bình thường thì cái khoảng cách từ 200 đô tới 400 đô sẽ ngắn hơn là khoảng cách từ 2 đô tới 4.000 đô tại vì tuy là cái phần trăm tăng trưởng bằng nhau nhưng mà khoảng cách giá cả đã trên là rất nhiều 200 đô so với 2.000 đô nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ log scale thì khoảng cách giữa 200 đô đến 400 đô cũng bằng khoảng cách từ 2.000 đô tới 4.000 đô tại vì phần trăm giống nhau thì trở lại nếu như chúng ta tính theo log scale thì từ năm 2013 bitcoin vẫn nằm ở trong một cái đường kênh mà chưa bị phá vỡ trong vòng 6 năm qua và nếu như mà cứ tiếp tục đi theo cái kênh này thì Bitcoin sẽ đạt được 250.000 đô trong vòng 2 cho đến 3 năm. Và Brian Kelly nói đây là về cái phân tích kỹ thuật. Nhưng mà về phân tích căn bản thì nếu như một Bitcoin đạt được 250.000 đô cho một Bitcoin có nghĩa là tổng số vốn hóa có thể lên tới 4,5 nghìn tỷ. Có nghĩa là sẽ bằng phân nửa cái số tổng vốn hóa của vàng hiện tại. thì bây giờ vàng chứng đoán tổng số vốn hóa là khoảng 9 nghìn tỷ. Có nghĩa là Team Rapper tin tưởng là trong vòng 2-3 năm thì Bitcoin sẽ càng ngày càng kéo thêm những người đầu tư vàng vào thị trường Bitcoin và sẽ phân chia thị trường vàng và số tiền mà đầu tư vào vàng cũng sẽ từ từ di chuyển qua Bitcoin. Thì câu hỏi bây giờ là khả năng mà Bitcoin đạt được 250.000 đô trong vòng 2 tới 3 năm có hay là không? Thì để trả lời câu hỏi này, Tom Lee đã đưa ra một lập luận là nếu chúng ta nói tới Bitcoin lên tới 250.000 đô, có thể là mới nghe thì thấy đây là một con số không có thực tế. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin trong vòng mấy năm qua thì cái sự tăng trưởng, cái sự lên xuống rất là bất thường nhưng mà phần trăm lên xuống đây rất cao khiến cho khả năng này là một điều hoàn toàn có thể. Có nghĩa là nếu như một ngày nào đó Bitcoin lên tới 250.000 đô thì chúng ta nhìn vào lịch sử tăng trưởng của Bitcoin trước đây. Đây cũng không phải là điều mà làm cho Tom Lee quá bất ngờ. Nhưng mà Bitcoin có lên được con số đó hay là không? Hay là khi nào? Không ai có thể biết được. Có phải là trên vòng 24 tháng hay là không? hay là trong vòng 5 năm hay là 10 năm cũng không ai biết được. Nhưng mà nếu như mà điều này không xảy ra trong vòng 2 năm mà chúng ta phải đợi tới 5 năm thì từ 7.000 đô lên tới 250.000 đô mà chỉ tốn có 5 năm vẫn là một mảng đầu tư siêu lợi nhuận đối với Tom Thì điều này thường cũng có sự đồng ý. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào con số 250.000 đô thì nhiều bạn cảm thấy là đây là một con số rất là điên rồ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào Bitcoin trước đây khi mà các bạn thấy là Bitcoin 2 đô thì có mấy ai có thể nghĩ Bitcoin có thể đạt được 200 đô khi Bitcoin 200 đô thì mấy ai có thể nghĩ Bitcoin đạt được 3.000 đô Khi Bitcoin 3.000 đô thì có mấy ai đoán được là Bitcoin có thể lên tới 20.000 đô Nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng Bitcoin vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng Và trong vòng chỉ có năm nay Các bạn thấy là Bitcoin bắt đầu từ 3.000 đô lên tới 14.000 đô trở lại 7.000 đô Phần trăm lên xuống rất là cao Cho nên khả năng mà Bitcoin trong vòng 2 tới 3 năm Lên tới 250.000 đô cho một Bitcoin Khả năng đó đương nhiên là có Nhưng mà có cao hay không thì điều này đương nhiên thường không biết được và các bình luận viên trên đài CNBC cho là năm 2020 khi mà nói riêng về crypto thì Bitcoin vẫn là một mảng đầu tư mà nhiều người cần phải quan tâm tới. Tuy trong lịch sử Bitcoin giá cả lên xuống rất là thất thường cũng có nhiều người tham gia Bitcoin nhưng mà lại rời khỏi thị trường này. Thường nghĩ là các bạn cũng biết nhiều người đã tham gia Bitcoin năm 2017 nhưng mà sau có sự xuống giá năm 2018 thì lại rời bỏ thị trường này nhưng mà mỗi một đợt thị trường lên xuống thất thường thì có nhiều người tham gia vào cũng có một số người bỏ đi nhưng mà sẽ có một số người ở lại, có lòng tin vững chắc hơn về thị trường này và tiếp tục đầu tư lâu dài và cái số lượng người mà đầu tư lâu dài đó năm này qua năm nọ sẽ càng ngày càng tăng hơn và những người này sẽ là những người mà mua nhưng mà sẽ không dễ dàng bán ra, làm cho Bitcoin ngày sẽ càng khan hiếm hơn. Và Bitcoin là một công cụ mà nhiều nhà đầu tư cần phải quan tâm tới. Thường thì là một cái video trước đây, video 377, tại sao bạn cần phải đầu tư vào Bitcoin? Trong video này sẽ nói chi tiết hơn vì Bitcoin là một mảng đầu tư mà không có cái sự tương đồng với lại các loại công cụ đầu tư khác. Có nghĩa là thị trường chứng khoán có thể đi xuống nhưng mà Bitcoin có thể đi lên hoặc là ngược lại. Cho nên đây là một cái yếu tố rất quan trọng tại sao mà cần phải suy nghĩ để mà đưa Bitcoin vào một phần đầu tư tương tự như là vàng. Và Bitcoin là một loại tài sản gọi là asymmetrical. Có nghĩa là đây là một loại tài sản mà cái phần trăm đi xuống so với phần trăm đi lên không có bằng nhau. Có nghĩa là Bitcoin có thể trở về con số 0, nhưng mà khả năng đó cũng bằng với khả năng Bitcoin lên tới 250.000 đô chẳng hạn. Cho nên đây là một loại công cụ đầu tư rất tốt nếu như mà một người nào đó chỉ để một phần nhỏ cho một đầu tư của mình vào thị trường Bitcoin. Và đây là những gì mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Một lần nữa Thùng muốn chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Và nếu như Thùng không gặp lại các bạn thì có thể là sau Giáng sinh mới có một video mới. Và nếu các bạn có hứng thú tìm hiểu về những dịch vụ hay là những sản phẩm liên quan đến crypto thì những bạn nào mà thích chơi margin có thể tham gia vào sàn NAPX, các bạn có thể long, các bạn có thể short. Đương nhiên chơi margin thì có nguy hiểm cao, chỉ những bạn nào mà đã biết trading thì mới nên tham gia vào chơi margin. Nếu các bạn sử dụng link refer của Thuận thì các bạn có thể đăng ký để mà tham gia vào nhóm hỗ trợ và được nhận tín hiệu trading miễn phí. Hay là các bạn muốn giao dịch altcoin sử dụng sàn Binance, cái link sẽ nằm ở phía dưới video này hay là các bạn muốn mua sách liên quan tới blockchain quyển sách blockchain trong kỷ nguyên phi tập trung là một quyển sách các bạn có thể mua sử dụng cái link ở phía dưới video này và nếu các bạn sử dụng cái mã ưu đãi thuận capital thì sẽ được giảm 20.000 và nếu các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn